canh cá lóc là món ăn dân dã, giá rẻ và dễ ăn, luôn thu hút nhiều khách hàng. Chọn mô hình kinh doanh bánh canh cá lóc là rất tiềm năng và hiệu quả. Tuy nhiên, để nấu món bánh canh cá lóc ngon và vượt trội, đòi hỏi người chủ phải có tay nghề cao và bí quyết riêng. Chị Ánh hiện đang sống tại Bình Dương. Chị nhận thấy mô hình kinh doanh bánh canh cá lóc là rất tiềm năng khi kinh doanh tại Bình Dương. Chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết chế biến món ăn này. Rồi một ngày đầu tháng 5 2022, thầy dạy cho cái chị Ánh từ Bình Dương. Chị học cái món là bánh canh cá lóc. Món bánh canh cá lóc phải nói là cái món nổi tiếng của người Sài Gòn ha, miền Nam, rất thông dụng. Phương pháp xử lý xương cá, cách hầm xương trong thời gian ngắn để tạo ra nước lèo trong với vị ngọt tự nhiên, cách nêm nếm gia vị và bảo quản nước lèo là những công đoạn quan trọng đã được thầy Y chỉ dạy. Làm chả cá, cá chiên, cá hấp là những bí quyết tạo ra các loại nhân ăn kèm trong món bánh canh đã được thầy Y hướng dẫn rất tỉ mỉ để tạo hương vị tươi ngon và đặc biệt cho món ăn. Cách phi hành, luộc da heo, luộc trứng cút là những công đoạn quan trọng tạo hương vị thơm ngon và làm phong phú nhân món ăn đã được thầy Y hướng dẫn rất cặn kẽ. Đó, thầy chỉ hướng dẫn cách hầm, hầm nước dùng, cách chọn xương cá, những loại xương cá để hầm ra những cái nồi nước lèo trong, cách nêm nếm gia vị để đưa vào cái nồi nước lèo để cái đạt cái vị ngon, thơm ngon. Đó, thầy hướng dẫn cái cách làm công nghiệp ha, làm số lượng nhiều. Đó, rồi thầy hướng dẫn cái cách bảo quản ha, các loại nhân cũng như là nước lèo dùng cho nhiều ngày. Đó, thầy hướng dẫn cái bảo quản cái cá hấp, cá chiên, cái chả cá, hướng dẫn cách làm chả cá, rồi cuối cùng là thầy hướng dẫn cái cách bày trí ha, quầy bán hàng để các bạn để sắp xếp. Đó, làm sao là làm nóng cái tô bánh canh cũng như là cái cách bảo quản cũng như là cái cách xử lý quy trình làm sao bán rất là nhanh ha. Bạn sẽ trụng làm sao cái tô bánh canh phải nóng để bày trí cái tô bánh canh ha, và đưa ra rất nóng. Đó là điều quan trọng. Ngoài ra thầy hướng dẫn thêm những cái cách mà đưa ra thố đá ha, là giúp cho cái hàng bánh canh những cái thố đá nó rất là nóng, nó giữ được cái nhiệt độ cao ha, thì nó làm cho cái món bánh canh nó hấp dẫn hơn. Đó là toàn bộ những quy trình mà thầy hướng dẫn theo, tất cả là theo hướng công nghiệp và ứng dụng vào thực tế rất là nhanh. Các bạn sẽ học và làm rất là nhanh để ứng dụng vào kinh doanh. Tất cả các quy trình chế biến của thầy Y đều được xử lý theo hướng công nghiệp, giúp tiết giảm nhân công, giảm chi phí nguyên liệu rất đáng kể. Chị Ánh còn được thầy Y chỉ dạy phương pháp tổ chức bếp trung tâm, tổ chức bếp bán hàng, phương pháp bảo quản nguyên liệu và nhân để sử dụng cho nhiều ngày, giúp vận hành bộ phận bếp gọn nhẹ, giảm rất nhiều chi phí về nhân công và nguyên liệu. Mình tên là Xuân Ánh, mình đến từ Bình Dương. Hôm nay mình tới đây để học mà thầy gặp thầy Y để học món bí quyết nấu bánh canh cá lóc. Trong quá trình mình học thì mình thấy thầy rất là nhiệt tình, rất là dạy rất là kỹ, rất là dễ hiểu. Hương vị bánh canh cá lóc của thầy thì rất là ngon, đậm đà vừa miệng, chung là rất là phù hợp với người Việt Nam của mình. Cảm ơn thầy và cảm ơn trường Nếp Tay để cho mình gặp được thầy và mình học bí quyết nấu bánh canh cá lóc của thầy. Với sự đam mê nấu ăn của chị Ánh và được sự chỉ dạy tận tình từ thầy Y, chúng tôi tin tưởng chị sẽ kinh doanh thành công món bánh canh cá lóc tại Bình Dương, đem đến cho người dân Bình Dương được thưởng thức một món ăn ngon với giá rẻ, an toàn và hợp vệ sinh.